Rất là chậm để ta theo dõi nè. Trước tiên á, thì chúng ta cũng kiểm tra cái kích thước của cái file này nè, nó là bao nhiêu đã, rồi mình sẽ bắt chước, mình sẽ nêu cho nó giống nha. Thế thì image size đơn vị hiện tại của nó là như đây ha, 140. Nếu mà nó phải pixel đi thì tổng là 5 5 nè. Như vậy cho chúng ta cho chẵn là về inch chứ, về inch là 5 5 5,5 5,3, rồi nó vài cm thì nó quy ra cỡ 14 13 đó. Thì chúng ta làm tròn luôn là 14 14 luôn đi. 14 14 100 cm. Rồi. Thế thì cũng file new một trang mới, thầy quay phim lại đúng không? Thầy quay. Rồi. File new một trang mới. Về cm 14. 14 100. Cái này 100 đúng không? 100, tại hay quên lắm, nhớ sách này quên sách kia. Rồi, 14 14 100 nha, great. Rồi, lôi ra ngoài. Rồi để ngay đây, hai file bằng nhau. Sau cái này cái đề thầy thu nhỏ lại cho nó khỏi tốn diện tích, và chúng ta zoom lại như đây. Còn cái này á thì phóng to lên. Zoom lên. To như vậy nhưng mà nó vẫn bằng kích thước của cái này thôi, không có khác nhau là mấy đâu. À. Rồi bây giờ mình trước tiên á, là chúng ta tô cái nền. Cái nền của nó là màu này ha, thầy hút màu nè. Hút cái màu này vô thì màu này nó nằm bên trên foreground. Muốn tô foreground video này nhấn phím gì? And delete nha, and delete nha. Đó, and delete. Thì chúng ta có thể thấy là trên bàn phím á, cái chữ and nó là bên trái á, là bên trái. Còn control là nó là bên phải, nằm bên dưới. Dễ nhớ lắm, cứ nhớ là thứ tự là and trước, control sau. Từ bên trái qua là and trước nè, được control nằm bên đây. Đó. Rồi, đó là xong cái nền này. Kế tiếp là cái hình mình mang những cái đối tượng bên này qua. Thì ví dụ như là cái này thì dùng công cụ hình chữ nhật thì sẽ vẽ new selection nha, bằng lúc nào cũng vậy, mình sẽ new một cái mới, mình sẽ chọn đúng cái này. Rồi, Ctrl C, quay bên đây, Ctrl V, vẽ ở đây đúng không? Rất đơn giản. Rồi, kế tiếp. Hãy chọn đi. Kế tiếp là hình này, cô gái này ha. Rồi chúng ta một là lấy hình cô gái này, hai là lấy hình khác cũng được. Ha. Có nghĩa là mình phải làm, mình thay đổi chút xíu, mình sáng tạo một xíu, không phải đóng khung như vậy đâu nha. Chúng ta lên mạng cho tôi tìm cô gái khác cũng được, gắn vô nha, thay đổi. Rồi thế thì chúng ta vẽ hình chữ nhật, Ctrl C qua bên đây, Ctrl V nhấn qua đây. Đó, rồi chúng ta rác qua đây, rồi sau đó Ctrl T, rồi mình thu nhỏ vô. Chúng ta đó, nó cứ chừa xung quanh này một mép màu trắng nhỏ đẹp, không thể nào sát 100% được, nó phải hở ra một xíu nhỏ đẹp đó, như vậy. Rồi kế tiếp thì như vậy là cái này là xong rồi ha. Bây giờ cái chữ này nè, thì cái đề nó ghi là Adobe Photoshop, Adobe Illustrator đúng không? Thì mình cái chữ này bình thường nó không có gì hay hết, chúng ta dùng chữ khác ha. Chúng ta lên lên mạng, lên mạng chúng ta sẽ tìm một cái từ khóa khác, tìm một từ ví dụ như là những câu hay tình yêu về tiếng Anh chẳng hạn ha, nó sợ ra đó, nó sợ ra đó, giờ copy những cái câu tiếng Anh này nè, và tiếng Anh đó mang qua thì nó ạt hơn, nó hay hơn ha. Nè, khi nhìn em anh cảm giác tim anh như loạn nhịp nè, ví dụ vậy. À, chúng ta chọn cái dòng này đó nha, sau là copy sao chép rồi qua bên đây ha. Chúng ta dùng cuộc văn bản nè đó, chúng ta nhấp vào cái lệnh này ha, sau đó qua bên bên cái file này nè, chúng ta sử dụng chuột đó, chúng ta quét một cái vùng, chúng ta quét một cái vùng ở đây nè, quét một cái vùng này nè đó, thì cái test nó sẽ nằm trong đây nha. Chúng ta xóa cái test cũ đi, xóa cái test cũ đi, chúng ta cứ trên V dán cái test mới của chúng ta vô. Thì khi mà dán vô á, có thể là nó chưa có xuất hiện liền đâu, chúng ta cứ trên A, cứ trên A chúng ta chọn tất cả, chúng ta giảm cái size chữ xuống. Chúng ta mở cái bảng Windows, Windows sau đó chọn cái character,
Đó, Window Character thì cái bảng này nó điều khiển cái văn bản nè. Nó điều khiển cái văn bản. Thì hiện tại là 50 nè. Ha. Giảm xuống 20. Cái này có ai đó chỉnh cái này nè. Cái ai đó chỉnh cái này nè. Thầy sẽ chỉnh lại chút xíu. Edit preference nè. Và chỉnh vào cái đơn vị của nó là general. Ctrl K luôn á. Ctrl K thôi, cái phần unit nè. Đó, thì cái này nè. Cái time này nè, chúng ta phải để về cái point lại như cũ nha. Cái time là cái point là nó mới đúng, ok. Đó, thì cái test này nè. Cái test này nó phải điều khiển bằng cái point á. Ha. Cái test không được không tính bằng mm được. Nó tính bằng point. Đó, thì giảm xuống. Đó, và màu của nó là color nè, đổi sang màu đen chẳng hạn. Nha, cho cái câu nó thầy chỉnh lại cái đơn vị của nó nha. Còn nó ở dưới bình thường rồi thì thôi. Rồi, cái test này có rồi nè, chúng ta tăng size chữ lên. 10 nè ha, tăng lên từ từ. 12. Rồi, 16. Đó, như vậy. Rồi, còn cái này là khoảng cách giữa các hàng á. Khoảng cách giữa các hàng 6, 10 cho nó giãn ra. 10, 12, 16. Tăng lên cho nó thưa thưa ra. Đó, rộng ra, ok. Rồi, mình cái nút này mình thoát ra. Đó, thì mình có được cái test này là thứ nhất. Rồi, sau đó thầy sơn đen cái test này nè. Thầy đổi sang cái phông chữ khác cho nó ạt hơn. À, nghiêng nghiêng ngả ngả thế này nè. Nhớ đừng cái phông này nó cứng lắm. Nó không có đúng trong cái văn phong trong tình yêu ha. Chúng ta phải chọn cái phong nó nghiêng ngả cho nó đẹp chút xíu. Nó rõ ràng, nó clear, nó ạt chút xíu. Ví dụ như phong này chẳng hạn. Nó ạt hơn đúng không? Nó ạt hơn. À, nhìn nó nhẹ nhàng hơn. Rồi như vậy đi, thầy cho nó to một xíu như vậy đi. À, ví dụ vậy, được cái đường nhỏ này. Rồi. Rồi, về cơ bản thì đã làm xong được cái vấn đề này rồi. Rồi, xin mời lớp mình làm tới đây đi. Xin như là phần 1. Phần 1 đó là nêu một trang mới, tô cái nền. Sau đó đưa cái khung qua, đưa cái ghép hình cô gái qua và đưa một cái test. Cái test có ý nghĩa qua bên đây và mình chỉnh phông chữ cho nó ạt chút xíu. Gắn lại như vậy là xong. Sau đó là thầy hướng dẫn tiếp nha. Nó là xin như phần 1 đi. Làm nữa ta quên á, nhiều nhiều quá ta sẽ quên á.